trước là trước khi ông thì, trước khi ông muốn quấn ở trong chiến tranh đó, thì làm cái gì trước khi đó nữa? I'm go to school, study. Yeah. Go to school, you know? Yeah. Yeah. Thì đang học ra cái gì? Đang học muốn ra cái gì chứ? In the Vietnam. Yeah. Chị mới trong high school đó phải không? High school. Bắt đi Việt Nam bắt đi vào lính because Việt Nam cần lính đi chiến tranh á. Yeah. Cho nên là lớn lên 17, 18 tuổi là đi phải đi lính. Phải đi lính. Thì nó cứ yeah, ông chọn để không mới đi thì nó làm gì? Ông khi ông vào lính á, yeah. Ông mới chọn đi học về tiếp liệu. Yeah. Học về tiếp liệu, học về supply đó ha. Đó. Bên đó đó thì ông không có thắng, ông không có đánh đâu phải không? Không đánh nha. Không có đi trận. Có gặp nhiều người Mỹ không? Hả? Ông có gặp nhiều người Mỹ không? Không. Có nhiều không? Là tôi nói rằng quấn bên kia đó phải không? Bên cho Mỹ đó phải không? Cái thua, ông có nghĩ ông có thua gì trong cái chiến tranh không? Là, có như là lost something. Dạ, là bạn bè hay là cái thứ gì hết không? May pha bác của bạn bác đó. Dạ. Chết trong chiến tranh. Chiến tranh nào? Chiến tranh Pháp. Pháp hả? Việt Nam về Pháp đó. Dạ. Được trưng trần, có như ông mới đi trần mới bị chết. Dạ. Cái năm nào vậy? Lâu lắm rồi. Lâu rồi hả? Hồi đó là ông 18 tuổi. Dạ. Thì ông ba của ông đi lính chết. Ờ chị, ông, tại sao ông không có chọn đi đánh nữa trong chiến tranh? Hả? Tại sao ông không chọn để đánh trong chiến tranh nữa? Có vì mình muốn chuyên môn như vậy mà. Chuyên môn của mình cho mình không đi tác chiến. Không có đi đánh nhau. Không có muốn đánh nhau. Vì đi vào quân đội. Có hiểu không? Yeah. Vào quân đội đó. Thì mình nhập ngũ rồi. Bây giờ mình muốn mình có mình xin đi học khóa này khóa kia để làm về vì đóng đội nhiều thứ. Chứ không phải vào là phải đi đánh nhau. Không có. Yeah. Hiểu không? Yeah. Tùy theo đơn vị, tùy theo hoặc là thủy quân lục chiến, họ đi vào này là lính này là huấn luyện xong này đi đánh nhau. Chị này, chị ông muốn bên nào để thắng nhỉ? Việt Nam hay là Mỹ? Ông muốn Việt Nam để thắng hả? Hay là Mỹ để thắng nhỉ? Ông đi lính thì tất nhiên là mình muốn thắng. Yeah. Nhưng mà Mỹ đó họ là giúp, họ qua để giúp đỡ cho Việt Nam, chiến tranh Việt Nam. Chị bác, chị ông nghĩ thì Mỹ nó tới để giúp thờ phải không? Giúp đỡ cho Việt Nam. Cho làm gì? Không hiểu. Đánh nhau. Đủ thứ. Giúp đỡ về vấn đề về hành chính. Cái nghĩa là làm về trong về giấy tờ các thứ này nọ. Hả? Và là giúp đỡ cho hoặc là 101 Airborne Division ấy, cũng quá bên đó để đi đánh nhau với Việt Cộng. Bên giờ đó là ông bên nào giờ người? Bên Bắc hay là Huế hay là Nam vậy? Bác hả? Dạ. Bác ở miền Nam. Bác còn sợ mấy người Việt Cộng đúng không? Hả? Bác còn sợ mấy người Việt Cộng đúng không? Không. Không sợ hả? Cứ phải đánh được đó không? Không sợ. Việt Cộng mới đâu có gì sợ. Dạ. Việt Cộng tất nhiên là kẻ thù của mình. Dạ. Phải không? Dạ. Như ở Việt Nam thì Việt Nam á, cách hai ra một phía này là trên là Việt Cộng. Dạ. Ở về dưới này là Việt Nam Cộng Hòa. Yeah. Việt Nam Cộng Hòa là bác đó. Yeah. Ha? Nói vô hiểu rồi nhỉ? Dạ, tôi hiểu rồi. Rồi, thì hai bên ấy, bên Nam và Bắc đánh nhau. Thì bên Mỹ qua đây để giúp cho bên miền Nam để đánh với bên Bắc. Yeah. Trong khi là miền Bắc là khó là có đại có các nước như là Trung Quốc. Ha? Bên mấy nước cộng sản đó, nó giúp cho bên Bắc Việt để cho đánh miền Nam. Yeah. Thì miền Nam bên mình ấy, là có Mỹ giúp, Đại Hàn giúp, Thái Lan giúp. Yeah. Đó bên này để đánh nhau với bên đó. Để chiến tranh Việt Nam đó. Yeah. Ông này là đại tướng của quân này, mới con đọc cái này. Dạ, yeah, ông đang xin lỗi thế mình nữa phải không? Chứ đang bỏ đi sớm quá. Này này, hôm nay này, đại tướng của quân lực bên này. Ông muốn nói về vấn đề là vì ông không phải ông thua, mà ông là có như là hòa về Việt Cộng là đó. Cho nên bên Việt Nam là có như giống như thua trận, nhưng mà thật ra là không có thua. Thì con sẽ mở lên lại, con sẽ hỏi nó lại là bác là ông có nghĩ Việt Nam thắng hay là Mỹ thắng? Cái này rất là khó trả lời, lấy đi thế này.
báo chí đó Việt Nam không thể thua Việt Cộng được. Việt Nam mà đánh nhau cũng dữ lắm, cũng ghê lắm nghe. Nhưng mà báo chí nhiều chỗ nó nói tào lao trên bày vì báo chí đó. Báo chí nói nhiều khi nó giúp Việt Cộng như nào. Cho nên Mỹ đấy đó. Mỹ thắng nha, anh phải nói Mỹ thắng. Vì Mỹ không muốn đánh nữa. Em có biết em đi lại để cho nó chuyện. Mỹ thắng hay là Việt Nam thắng? Dạ. Không thể trả lời, không thể trả lời được. Dạ. Tại sao vậy? Because Mỹ ra lệnh rút quân, Mỹ giúp cho Việt Nam. Dạ. Mà Mỹ nó không có giúp được, không có help tiền bạc được. Dạ. Và Mỹ về nước. Bên Việt Nam không thể đánh với Việt Cộng được. Mà biết khi đó là Việt Cộng nó tràn quá, cho nên phải thua, thua vì lý do như vậy. The other thing, because the, that time American help Việt Nam, the money, weapon, everything, and they come back, they don't give us anything. How you we can fight? Bên nào không thắng được phải không? Thì Mỹ nó tới để giúp thờ, không phải cho quýnh mình đâu, không quên quýnh mình. Giúp đỡ, nhưng mà đến gần 75 á, sau khi vào hội nghị của Việt Cộng đó, thì Mỹ đồng ý rút lui. Mỹ nó cho mấy cái người Việt Nam ở dưới đó đó tiền cho súng với mấy thứ đó hả? À, thì con họ tưởng nó giúp tất cả tiền bạc, rồi bây giờ họ rút lui, Mỹ rút lui. Đây lắm á, chỉ đang quýnh ở trong không phải là không có gì đó. Mấy người bạn cũ á. Bạn cũ của ông ngoại, dạ. Của ông hả? Dạ, mình dời lại. Có người còn sống, có người đã chết. Ông bạn của ông ngoại đó, có người đã chết trong chiến tranh Việt Nam. Và những người còn sống đó, thì Mỹ đó, cho sang bên này đưa qua bên Mỹ ở, theo về chương trình là Humanization Operation Program. Dạ. We resettlement in the United States by the HATO program, you know HATO, the mean humanization operation program. And we come over here and leave. Người Mỹ đang tưởng mình đang quấn chung với người Việt Nam á. Chỉ quay ông tới Mỹ có thấy nhiều đó không, là người Mỹ nó ghét ông không? Chứ là người Việt Nam không? Khi bạc đến Mỹ đó, thì chiến tranh đã chấm dứt. Yeah. Mà khi đến Mỹ đó, người Mỹ rất là thương Việt Nam. Vì họ thương cho nên họ mới nhận mình qua đây. Mình have a chương trình là... Bác chọn đến tới Ban Rưu Sở gì vậy? Tại sao bác chọn đến tới Ban Rưu Sở? Mà chọn từ Ban Rưu Sở là vì safety state. Và weather là look like in the Vietnam. Anh chỉ mấy cái giấy tờ đó cho lính ở bên nào vậy? Gần đây là đi, ông đi training in the United States. Yeah. Ông ở bên Việt Nam, nhưng mà đi qua bên này học. Ở bên này học hả? Học OCS ở bên này. Yeah. Học cái trường này là OCS, này là trường đào tạo the sĩ quan trừ bị reserve for Army, US Army. I go to study over there. Năm nào vậy? Năm 67. For training for officer for Army, you know? That's in the wet form. Get wet form is the present shoulder. So how long was officer training school? All 6 months. 6 months, okay. Because the newspaper people, you know, they want the VC, they talk to the VC wing, you know, but not correct. Because American help for not. The Vietnam now, South Vietnam, everything, and they come back and they don't do everything, and we don't have something to do, and we must lose. Hey, đúng rồi, cái câu là cuối. Ông có nhớ Việt Nam gì hết không? Ông có nhớ Việt Nam không giống bạn? Ông trước khi ông tới Mỹ, ông có nói bạn bè hay là mấy thứ với nó không? Có nói gia đình với nói bạn bè không? Không. Ông đang đi tới Mỹ không? Có. Thì tụi nó cứ, tụi nó vui cho ông không? Nó thích cho ông đi. Dạ. Có thích người Mỹ không? Đi cả gia đình. Hoặc là gia đình của anh á, của mình có thích người Mỹ không là thích chứ. Thích. Mừng lắm. Khi mà cho đi là mừng lắm. Mừng mà thích lắm. Lớp lớp tụi mừng. Dạ. Because American help us. And we love American people.
Đưa gia đình bác lên vùng kinh tế mới. Thôi mình nói chứ không phải nói cho mà biết chứ. Anh nghe nó cũng hiểu. Con có biết cái kinh tế mới không? Kinh tế mới thì nghĩa là nó dời mình đi chỗ khác đấy. Nó cho mình nợ cực khổ lắm. Và sau khi có một cái tin là Mỹ nó có cái tin là vì bất tra bắt điếc, nó có cái tin là nhân đạo để cho HO đi á, rất là mực. Hồi đó bắt ở kinh tế mới cực lắm, coi như là nó cho mình nhìn đói nhìn đồ nó đủ thứ. Ông ơi, con bắt lát nữa con tắt cái máy này, bây giờ con nói cảm ơn, con phải nói chứ này, cảm ơn cho rằng con hỏi ông mấy cái câu hỏi này được rồi.